Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép được xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến quý toàn thể anh em kích thủ gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp nha. Và tiếp tục theo chương trình tri ân khách hàng bên em nha anh em. Là hôm nay cũng trả đơn hàng cho anh em kích thủ tiếp theo bên em ha. Là hôm nay xin trả hàng cho anh Sơn, khách hàng ở Long An ha. Là con máy kích cá điện tử 16 feet lớn ha, băm DV3 cách ly, công nghệ mới nhất hiện tại bên em. Là công nghệ mới nhất 2023 bên em nha anh em. Thì dòng này là dòng máy là chuyên đánh thiền nha anh em, nó đánh được tất cả các nguồn nước như là ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất ha, nó đều đánh được nha anh em, nó không đánh được ở vùng nước mà nhiễm mặn thôi ha. Trong trường hợp mà anh em đánh dùng vào cái vùng nước nhiễm lợ mặn, lợ nhẹ dạng 1-2 phần ngàn á, thì anh em có nhu cầu thì em vẫn canh chỉnh máy nó phù hợp cho anh em đánh được luôn nha. Thì con máy này chuyên đánh cá tổng hợp nha anh em. Thì dòng này là dòng đánh chuyên thuyền, chạy là 16 con feet lớn ha, chạy băm DV3 cách ly, công nghệ mới nhất hiện tại bên em nha, cho ra thị trường trong vài tháng nay nha. Chúng anh em sử dụng qua rất là ưng ý và về cái độ hiệu quả và cái chất lượng của con máy nha anh em. Thì em cải thiện từ cái dòng băm DV3 huyền thoại ha, là em cho cải tiến lên chạy băm DV3 mà cho chạy cách ly, là cho chạy SCR cho chạy là nó nối tiếp nhau ha. Còn băm DV3 huyền thoại là cho sử dụng SCR nó chạy là kiểu là chạy song song ha. Thì cái hiệu suất của SCR cho chạy nối tiếp cách ly á, thì hiệu suất và hiệu quả nó vượt trội hơn so với dòng băm DV3 huyền thoại nha anh em. Nói chung là hiệu quả thì càng hiệu quả hơn ha, về tất cả các mặt luôn nha anh em. Thì tổng quan con máy là anh em nhìn thấy nha. Nè. Đó. Thì em thiết kế rất là trau chuốt, là tỉ mỉ, là từng chi tiết cho anh em nha. Đó. Thì anh em có nhu cầu cứ lo trực tiếp cho em. Số điện thoại để trên góc màn hình nha anh em. Rồi em xin tiến hành đóng nắp lại ha và tiến hành test máy để cho anh em tham khảo và hướng dẫn sử dụng đến anh Sơn ha, để anh sử dụng đúng cách để hiệu quả đánh bắt đạt cái hiệu quả tối ưu nhất có thể ha. Thì con máy của anh Sơn ha, thì được áp dụng vào cái chương trình tri ân khách hàng bên em nha anh em. Là lì xì cho anh em đầu năm mới ha, mỗi con máy anh em đặt trong tháng giêng này thì mỗi con máy được hỗ trợ cho anh em, là nói chung là tấm lòng nhỏ của em ha, là hỗ trợ cho anh em 100.000, 100k ha trên mỗi con máy, bất kỳ sản phẩm nào nha anh em. Thì em cái đơn hàng trong đáng sáng viên là anh em nếu đặt là em trừ cho anh em mỗi máy là 100.000 ha, là chung là tấm lòng nhỏ của em, thì mong anh em đón nhận ha. Anh em có nhu cầu chốt đơn thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại để trên góc màn hình nha anh em. Còn đây là tổng quan máy nè, nói chung là em xin giới thiệu sơ lược về tổng quan máy trước rồi sau đó em xin tiến hành test máy nha. Thì tổng quan mặt trước của máy này anh em nhìn thấy nha anh em ha. Nó thì em ký hiệu rất rõ ràng, anh em nhìn sơ qua là anh em nhìn thấy là hiểu liền. Thì hai cọc cùng màu là phía bên đây đó, là em ghi chữ cò bóp nè, mình lắp dây cò bóp này vào giùm em nha, đi cò bóp dày cho anh là 3 mét nha. Còn phía hai cọc khác màu phía bên này thì phía cọc đen là em ký hiệu là mát thuyền, đây cho anh em lắp vào mát thuyền giùm em đó, là mình lắp cái dây mát mà thòng xuống nước á. Còn đây là dây ra vợt nè, mình lắp vô vợt mình cái tay thuận mình sử dụng ha. Đây là cọc đỏ nha. Còn ở giữa là có hai cái núm chỉnh, một cái núm màu đỏ em ghi chữ tần số, một núm màu vàng em ghi chữ là tắt mở bơm xung ha. Và đánh lì là nó là cái một cái nút chỉnh bơm xung mà nó có tích hợp luôn mà cái công tắc mở trên đây luôn nha anh em ha. Mình vặn hết về số 0. Đó, là anh em nghe một tiếng tách là nó tắt, là chuyển sang cho đồ đánh lì. Em ghi ký hiệu mũi tên nè, đó, mình đánh lì thì tắt này giùm em. Trong trường hợp anh muốn đánh băm thì anh mở lên giùm em, đó, anh mở lên
Là em làm dấu sẵn cho anh là hai chế độ băm nè, anh có thể áp dụng mà sử dụng anh đánh ha. Đó là băm sung trộn sung ha. Còn trong trường hợp mà anh em đánh băm sung trộn sung cảm thấy đánh ăn cá rô phi, muốn ăn cá rô phi mà đánh băm sung trộn sung á mà nó hơi yếu, anh em vui lòng chuyển sang chế độ đánh lì giùm em, là ăn cá rô phi sẽ ngọt hơn nha anh em lưu ý ha. Nói chung tùy cơ biến và tùy vào mực nước mặt cá mà anh em có cách sử dụng khác nhau nha, cho nó phù hợp và cái chỗ điều kiện nguồn nước và mặt cá chỗ anh em nha. Còn cái tần số này nè, tần số mình vặn hết về giùm em, là dấu trừ này là mức yếu nhất mà anh vặn về dấu cộng sát vào đây là mạnh mạnh nhất nha. Vặn theo chiều kim đồng hồ là nó mạnh dần và ngược lại giùm em ha. Thì lúc anh về anh đi để mức 2 hoặc mức 3 giùm em đi nha. Mức 2 mức 3 là tương đương với là khoảng hướng là 8 giờ 9 giờ nha anh em ha. Đó. Thì anh sử dụng giùm em mức đó đầu tiên giùm em. Đó. Nếu cảm thấy đánh cá trào lên mặt nước ha, rút gần tới vật đỏ nè. Nó thì anh để mức đó anh đánh. Còn trong trường hợp mà anh đánh cảm thấy con cá nó chết yếu, nó còn chạy á, thì vô lòng anh tăng tần số lên chút xíu nữa ha. Tăng đến mức khi nào thấy con cá trào lên mặt nước rút gần cái vợt lật bụng ngang nó chết, thì anh em lúc đó mình để mức đó anh đánh ha. Đó. Còn trong trường hợp mình chỉnh cảm thấy con cá nó chết tim, chết liệm nó chết lưng lửng mặt nước, nó không lên thẳng được á, mà nó lên lưng lửng mà anh em vừa cảm thấy vừa thấy dạng dạng con cá mà nó chìm xuống liền, là lúc đó anh em vui lòng là giảm tần số lại giùm em ha. Trong trường hợp đó thì tần số nó cao quá, cái áp nó cao thì ảnh hưởng tới cá nó chết ngọt, nó chết lị dưới ha. Thì nói chung là tùy cơ ứng biến nha anh em, tùy vào nguồn nước nè, mực nước mà mặt cá mình muốn đánh đó, thì có tần số khác nhau và cái cách căn chỉnh băm sung hoặc là đánh liền cho nó phù hợp với nhu cầu và điều kiện chỗ của anh em ha. Thì hỗ trợ cho anh thêm là có một cái tay sách nè, nói chung là mình di chuyển con máy rất là gọn gàng và rất là dễ dàng ha. Còn đằng sau máy thì có dây kẹp nguồn, sử dụng cho anh là dây kẹp nguồn dây đôi dây 6.0, dây đỏ là cộng, dây đen là trừ. Đó. Đây thì có quạt tản nhiệt 2 cái, lưới trắng rác đầy đủ luôn nha. Thì con máy này họ tổ chức năng đầy đủ nha anh em, như là chống kẹp ngược nè, chống chọc vợt ha, chống quá tải qua dòng và chống giật cò bóp cho anh em luôn. Thì em bên em là em nói không với linh kiện loại thường, loại dởm, loại rẻ nha. Thì á thì con máy á, em bán ra thì cam kết với anh em là xứng đáng với đồng tiền bát gạo của anh em bỏ ra ha. Chúng em làm ăn đâu ra đó nha anh em. Thì anh em sử dụng qua để anh em đã biết rồi. Thì phong cách làm việc của anh em như thế nào anh em đã biết ha. Rồi bây giờ em đã lắp kẹp nguồn vào rồi nha anh em. Thì đối với con máy điện tử á, anh Sơn lưu ý giùm em nha. Thì trước khi anh sử dụng máy á, em chia sẻ cho anh một cái mẹo nhỏ nè. Đối với con máy điện tử, mình muốn cho con máy nó hoạt động thì hai cái điện đầu ra nè là mình phải đưa xuống nước hết, là con máy nó mới mang tải mới sử dụng ra là con máy mới hoạt động được nha anh. Còn trong cái trường hợp mình á, mình để cái vợt trên bờ mà dây mát mình thả nước rồi nhưng bây giờ mình chưa để nước thì bóp cò con máy nó sẽ không hoạt động nha, anh lưu ý giùm em. Trước khi anh á, sử dụng á, trước khi anh hạ vợt xuống nước anh đánh thì anh vui lòng mình khởi động máy á ha. Khởi động máy bằng cách mình bóp cò một cái hoặc là hai cái cũng được ha giùm em. Đây, bằng cách giống như là mình khởi động máy, giống như mình chạy xe, mình phải để chiếc xe trước rồi anh mình mới bắt đầu mình chạy. Thì lúc đó con máy mình sẽ hoạt động bền bỉ và nó mát máy rồi cho cái hiệu suất tối đa nhất ha anh. Còn chỗ cái đầu ra vợt á, chỗ điểm tiếp xúc giữa dây điện nè và cái vợt chúng ta, thì anh lưu ý giùm em, mình muốn con máy nó đạt hiệu quả tối đa, tối ưu nhất có thể, thì anh vui lòng anh hàn lại giùm em, hàn dây điện và cái vợt cho nó dính chắc chắn vào giùm em nha. Chứ trong trường hợp mà một số anh em á, sử dụng cái vợt mà mình quấn dây điện sơ xài lên cái vợt á, thì á, điện nó dẫn ra tới đầu dây điện thôi là nó không dẫn điện được qua được cái vợt, nên hiệu suất máy thì nó sẽ bị giảm nha.
anh lưu ý giùm em mình phải hàng chắc chắn vào để cho con máy nó đạt hiệu quả tối đa nhất có thể như nha anh. Rồi bây giờ xin tiến hành test máy nè để anh em tham khảo luôn nha. Thì đầu tiên em đã bật vang chế độ đánh lì ha, nút màu vàng hồi nãy đó em đã vặn hết về, là nghe một tiếng tắt là nó có một tắt là nó tắt chế độ đánh bầm ha. Giờ bây giờ đang chế độ đánh lì, tần số đang để mức thấp nhất nha. Đây bóp còn một phát một lên liền nha anh em, mới là tần số mức thấp nhất nha nè. Thì mang tải bóng 1000W nha nè, rồi tăng tần số lên đây. Đó, mà anh em cảm nhận cái âm thanh con máy hoạt động như thế nào ha. Nói chung máy mà làm tiếng máy rất ngọt rất trong nha nè, nè không có tiếng ngày ạch ha, không có tiếng nhựa tiếng rè gì hết. Đó. Thì anh em muốn đánh cá rô phi á, mình chuyển qua chế độ đánh lì nè. Nói chung bao anh em cá rô phi một nó nhạt nha. Rồi giờ mình chuyển sang chế độ đánh bầm sung nè, mình mở công tắc lên nghe tiếng tách nha nè. Đó là nó chuyển sang chế độ bầm sung rồi đó. Đây đó, đây là sung dày nha. Giờ mình chuyển sang sung nó cho nó mỏng lại và nó nhanh lên. Đây này nè, đây là mức nhanh nhất nha. Thì mức này không phải mức đánh cá nha em, mức này đánh cá không chết đâu, em làm dấu sẵn mức cho anh nè. Đó đây, anh có thể áp dụng vào mức này anh đánh nha. Đây nó chung mình đánh như vậy là đánh cá trắng cá chép là vô tư rồi. Ví dụ muốn đánh cá nặng điện hơn chút xíu mình cho nó bấm chậm là chút. Đây nha, đó trong trường hợp này có thể đánh được cá rô phi luôn nha anh. Nếu anh nhưng mà tùy vào cái nguồn nước chỗ anh ha. Nếu cảm thấy cái mức bầm này mà đánh cái rô phi nó còn hơi chạy á và hơi rượt thì anh vui lòng mà chuyển sang chế độ đánh lì và chỉnh tần số cao lên chút xíu là nó ăn ngọt liền ha. Còn không ăn cá rô phi thì mình chỉnh tần số vừa tầm là đánh được rồi nha, không cần đánh cao đâu. Thì máy anh em làm cam kết với anh em là máy mát nhẹ bình hiệu quả cao ha. Thì anh em một số anh em sử dụng qua rồi đó thì anh em đó phản hồi lại những hình ảnh những video cũng khá nhiều trên trang của em á. Em có chia sẻ lại cho anh em được tham khảo ha, trên trang YouTube và trên trang nhật ký Zalo. Nói chung anh em kết bạn với anh em với Zalo với em là anh em sẽ thấy liền. Rồi nha, thì phần hướng dẫn cách sử dụng nè và tiến hành test máy cho anh Sơn ha, khách hàng ở Long An nha. Thì tất cả các tính năng đều hoạt động bình thường nha anh, và em sẵn sàng và đóng gói và trả hàng đến anh nha. Thì trước khi kết thúc video em cũng có đôi lời gửi chúc sức khỏe đến gia đình của anh nha. Đầu tiên là gia đình của anh Sơn, khách hàng ở Long An, chủ nhân của con máy này. Và sau đó là toàn thể anh em kích thủ ha, anh em khách hàng và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Chúc tất cả anh em luôn luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài nha anh em. Thì những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ đã đặt bên em cũng cố gắng hoàn thành nhất để kịp trả đơn hàng cho mấy anh nha. Thì em xin sẽ trả đơn hàng cho đúng hẹn cho anh em, chúng em không để anh em chờ đợi lâu đâu ha. Em cũng cố gắng tăng ga tăng ca ha để hoàn thiện con máy sớm nhất có thể để trả được cho anh em, để sở hữu được con máy trong tay để anh em kiếm kế mưu sinh ha. Thì anh em nào có yêu quý kênh của mình thì đừng quên bấm đăng ký chia sẻ kênh ủng hộ mình nha anh em. Còn ở trong video á thì em có gì sai sót thì cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua giùm em nha. Rồi em cũng xin tạm dừng video tại đây nha anh em ha. Thì anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em ha, cần hỗ trợ thông tin tư vấn về các dòng máy bên em á cứ alo trực tiếp cho em hỗ trợ cho anh em cho nhanh gọn lẹ nha. Rồi xin cảm ơn anh em một lần nữa, cảm ơn anh em đã theo dõi đến giây phút cuối của video ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha anh em.